Chào mọi người, quay lại cái kênh của em nha. Em lại tiếp tục một con giới thiệu một con Kawasaki nữa. Con Kawasaki giống như hôm bữa ha. Thì nó thể tích là 15 lít, bình đựng 15 lít ha. Thì con máy nó cũng nổ rồi. Vừa về vệ sinh và mua thêm cái vòi xịt. Em đổ nước vào này là để em test thử cho mọi người xem nước nó ra ha, nó bên ra ha. Em dán cái keo. Nước ướt hết rồi, nó ghen ra. Mình chỉ cần mua ống dẫn với lại cái cần để xịt thôi. Máy thì nó ok rồi. Về vệ sinh ha, nó hơi bẩn rồi vệ sinh. Thì cái bình cũng khá là mới. Hôm qua có một chú bảo ghé lấy, nhưng mà tại vì bảo là trưa tới nhưng mà lại không tới, mà lại tới sớ. Em đi giao hàng mà em với lại đi vào ra kho nữa nên là không có về được, nên là chú không lấy được. Thì chú xem con này, chú ở Tây Ninh đúng không, chú xem con này thì chú lấy đi nha. Cái tem nó vẫn còn mà, tại vì nó đứt sức mắc rửa, nó ướt hết sức mắc. Menzaban cái tay này thì nó bị tước ra, thì mọi người về quấn lại một cái là sạch ngay thôi. Cái này là chỉ là cái miếng xốp này, thì mọi người kiếm hai con ốc chắc vào đây, nó có cái lỗ cái chỗ này, nó có cái lỗ nhá, tụt mất, máy rất là đẹp. Máy thì nổ rồi. Những dòng máy xịt thuốc như thế này nó là những dòng mà mặc dù Nhật đã dùng trước mình rồi, nhưng đối với người Việt Nam mình á, nông dân mình vẫn là rất là tiên tiến, tại vì dân mình thường sử dụng những loại mà máy xịt toàn là tay gạt nên hơi cực, hơi vất vả. Dùng máy này đi xịt thuốc cái cảnh, cái vườn cũng được. Nó chứa 15 lít ha, và em không ship code ha, không ship COD nha, ship hàng qua bưu điện khi mà chuyển khoản hết 100% tiền hàng ha. Và cũng con máy này thì em gửi nhà xe vẫn được nha, nhưng mà không đi quá 5 km, quá 5 km là tính thêm cước đấy. Hoặc là có người thân thì kia lấy con máy này 1 triệu, con máy này là 1,3 triệu nha, con máy là 1,3 triệu ha, 1,3 triệu nha. Cái là nổ nha mọi người, nó nhẹ, nó nhẹ lắm. Cái ổ giật này nó bự ra nên là nó hỗ trợ thêm cái lò xo để nó giúp trợ lực á, nó giật rất là nhẹ. Này còn nít 6 năm tuổi, 6 tuổi nó giật còn nổ thôi. Ok, tình trạng máy là như thế. Bẩn á, nó hơi bẩn á, người về vệ sinh ha. Công tắc ngay như này, gần gạt này. Không? Em dở một tay mà em giật nó không nổ. Rồi nhảy nổ. Ok. Một con máy xịt thuốc rất là mới, khá là mới. Nói chung khá là mới là khá là đẹp. Mua thì chuyển khoản giúp em ha. Con trước thì em cũng đã bán lâu rồi, em vừa lên video thì một người mua liền à. Nhiều người hỏi nhưng mà bảo em gửi video riêng, nhưng mà tại vì khá là một mình, khá là nhiều công việc cùng lúc
mà nhiều loại máy nữa nên mà làm nó không có xẻ hết được, nên là mọi người thông cảm giúp, ai thấy cái con máy này trước thì cứ nên chốt trước đi, tại vì sẽ nó sẽ bán nhanh. Em vẫn còn vài con nữa nhưng mà không có thời gian nữa, em phải dọn con này và máy cưa rồi máy cắt cỏ cho khách nữa, nhiều lắm, còn đi ra kho nữa, còn đi ra kho kiểm hàng rồi xem hàng rồi cái này thế kia, rất là nhiều việc mà cũng gần Tết rồi. Em làm việc chắc khoảng 3 tuần, khoảng 3 tuần nữa là nghỉ rồi. Nghỉ để vừa qua rồi. Nên tranh thủ mọi người mua được cái gì thì mua. Thì em sẽ thanh lý rất là nhiều loại máy, giá nó cũng nói chung là tương đối cho mọi người để mọi người mua dùng.